Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay và ngày mai 20 tháng 6, Bắc Bộ còn mưa rào rải rác về đêm và sáng, tập trung chính ở các tỉnh vùng núi. Còn trưa chiều có nắng và nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Khoảng từ đêm ngày 21 tháng 6 thì mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng, xuất hiện nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng sẽ chấm dứt tại nơi đây khi nền nhiệt độ trong ngày giảm xuống khoảng từ 1 đến 3 độ. Lui xuống khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên, trong thời tiết 3 ngày tới chưa có nhiều thay đổi. Khu vực có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, thậm chí có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm trưa chiều giảm thấp, phổ biến từ 50 cho tới 65%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Người dân chú ý đề phòng đảm bảo an toàn về người và tài sản. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến yếu vẫn là tác nhân chi phối chính thời tiết các tỉnh thành phía Nam nước ta trong 1-2 ngày tới. Do vậy, mưa dông tại phía Nam chủ yếu xuất hiện về cuối ngày, thời điểm chiều tối và tối, ban ngày trời nắng và nhiệt độ vẫn có thể đạt ngưỡng 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn tại khu vực Nam Bộ. Từ 21 tháng 6, mưa tăng hơn cả về diện và lượng. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, thịnh hành gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Dự báo xa hơn đến khoảng ngày 25-26 tháng 6, trên khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp, sau đó có thể mạnh lên thành một vùng áp thấp nhiệt đới, gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng và thời tiết rất xấu cho khu vực biển mà nó quét qua. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2023, hoạt động nhiều từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 và giảm dần từ tháng 11. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng xấp xỉ với trung bình nhiều năm, khoảng từ 11 đến 13 cơn trên Biển Đông và từ 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền.